Hello, cả nhà hello, welcome back cho Pha Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Mời quý vị nghe tin tức buổi chiều. Đây là Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Sau đây, kính mời quý thính giả đến phần tin tức 5 giờ chiều, được thực hiện bởi chị Hành Dung và chị Thu Hương tại Dallas, Đảo Quốc tại Houston. Từ Houston, Đỗ Phúc xin được kính chào quý thính giả hai miền cũng như xin được mến chào chị Hạnh Nhung và chị Thu Hương tại Dallas. Houston hiện bây giờ bên ngoài thì trời vẫn còn nắng nhẹ và nhiệt độ ghi nhận là khoảng 86 độ và tối hôm nay xuống thấp là 77 độ. Cơ hội mưa cho đêm nay tại Houston chỉ khoảng 10% mà thôi. Ngày mai ngày thứ ba thì cơ hội mưa tăng chút ít 25% cơ hội mưa cho ngày mai ngày thứ ba, khi mà nhiệt độ lên cao nhất cho 3 ngày được dự đoán khoảng 91 độ và xuống thấp về đêm là 75 độ. Ngày thứ tư thì cũng như vậy không có thay đổi, 92 độ là cao nhất cho 3 ngày và xuống thấp về đêm sẽ là 71 độ, cơ hội mưa cũng 25%. Ngày thứ năm thì cơ hội mưa giảm chỉ còn 2% khi mà nhiệt độ giảm chút ít. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ lên cao nhất sẽ là khoảng 89 độ và về đêm sẽ là khá là mát mẻ khi mà chỉ có 66 độ mà thôi. Ngày thứ sáu thì cũng như vậy, 90 độ là cao nhất cho 3 ngày, không trong khi về đêm sẽ là 68 độ và cơ hội mưa cũng chỉ khoảng 2%. Nói chung thì trong tuần lễ này thì nhiệt độ của Houston có thể giảm từ từ, đặc biệt là về đêm vào các ngày thứ năm và thứ sáu chỉ khoảng 68 độ mà thôi, nhưng mà cơ hội mưa thì không quá cao, có thể là sẽ không có mưa trong tuần này nữa. Và không biết là bên Dallas thì thời tiết như thế nào thưa hai chị? Vâng, lời nói đầu tiên, Hạnh Dung và Thu Hương gửi lời chào thân ái đến quý khán giả hai miền Houston và Dallas. Mình chào Đỗ Phúc. Thời tiết tại Dallas hôm nay thì ngoài trời vẫn còn những tia nắng nhẹ và thời tiết nó cũng đỡ nóng hơn vì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ và xuống thấp trong đêm là 66 độ, cơ hội mưa có 8%. Ngày mai thứ ba thì là ánh nắng mặt trời sẽ chan hòa và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ và xuống thấp vào ban đêm là 67 độ, cơ hội mưa cũng chỉ có 8%. Ngày thứ tư thì bầu trời lại có những cái đám mây rải rác, tuy nhiên nhiệt độ nó không xuống bao nhiêu. Cao nhất trong ngày vẫn là 86 độ và xuống thấp trong ngày là 63 độ, cơ hội mưa lại tăng lên khoảng 24%. Thứ năm thì bầu trời lại với những ánh nắng vàng rực rỡ xuất hiện và nhiệt độ vẫn không xuống bao nhiêu, vẫn còn ở con số 8 là 84 độ, cao nhất trong ngày và xuống thấp trong ngày là 62 độ, có lẽ tương đối mát hơn vào ban đêm và cơ hội mưa là 4%. Thứ sáu thì cũng vẫn là những tia nắng và xen kẽ với những đám mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ và xuống thấp trong đêm là 63 độ, cơ hội mưa là 22%. Nói chung lại là cơ hội mưa trong tuần là cũng không có nhiều, tuy nhiên vẫn mong rằng sẽ có mưa, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang thu. Xin mời Thu Hương. Dạ vâng, cảm ơn chị Hành Dung và anh Đỗ Phúc với bản tin thời tiết. Bước sang phần tin thế giới, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Iran. Hai quan chức an ninh cao cấp của Iran nói với Reuters rằng lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran, gọi tắt là IRGC, đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng tất cả các loại thiết bị liên lạc điện tử. Hành động này được IRGC đưa ra sau khi mà hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà các chiến binh Hezbollah ở Liban đã sử dụng và phát nổ gây chết chóc kinh hoàng trong 2 ngày liên tiếp vào giữa tuần trước. Một trong hai quan chức an ninh cho biết IRGC, tức là tên viết tắt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Tinh nhuệ của Iran, đang tiến hành một
hoạt động quy mô lớn để mà kiểm tra tất cả các thiết bị điện tử, không chỉ thiết bị liên lạc. Ông ta nói rằng hầu hết các thiết bị này đều là thiết bị tự chế hoặc nhập cảng từ Trung Cộng và Nga. Quan chức an ninh cấp cao Iran tiết lộ rằng Tehran hiện đang rất lo ngại về sự xâm nhập của các điệp viên Israel, bao gồm tất cả những người Iran nhưng mà được Israel bí mật trả lương. Xin lỗi quý vị, bao gồm cả những người Iran nhưng mà được Israel bí mật trả lương. Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về nhân sự nhắm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của IRGC. Trước đó, trong một cuộc tấn công mang tính phối hợp, các thiết bị nhắn tin đã phát nổ hàng loạt vào thứ ba tuần trước trên khắp các thành trì của Hezbollah ở Liban. Sau đó là thứ tư ngày 18 tháng 9 thì hàng trăm máy bộ đàm của Hezbollah cũng lại bị phát nổ. Các cuộc tấn công điện tử liên tiếp này đã giết chết khoảng 39 người và làm bị thương hơn 3.000 người. Liban và Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các cuộc tấn công này, nhưng mà nhà nước Do Thái lại không phủ nhận và cũng không xác nhận sự liên quan. Trở lại với anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Hàn Quốc và Nhật Bản thì đã có những trận mưa lớn kỷ lục đã gây lở đất và ngập lụt, nhấn chìm nhiều tuyến đường và tòa nhà tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản trong hai ngày vừa qua. Kyodo News dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng của Nhật Bản, viết tắt là CMA, cho biết vùng áp thấp nhiệt đới từ bão Purasan di chuyển về phía đông bắc, gây mưa to trong một số khu vực trên đất liền tại vùng Honshu. Được biết trong 24 giờ tính tới sáng sớm ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, thì hai thành phố là Kashima và Suzu trên bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Và sau khi mưa giảm bớt thì các hoạt động cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và công tác phục hồi đang được tiến hành ở Noto. Lượng mưa kỷ lục dẫn tới lũ lụt trên sông, sạt lở đất, cắt đứt đường xá và cô lập nhiều khu vực. Cũng theo cơ quan khí tượng của Nhật Bản đã kêu gọi người dân tại khu vực Hokuriku, bao gồm bán đảo Noto, cảnh giác cao độ trước những hiện tượng cực đoan sau khi mưa lớn cho tới trưa ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Cơ quan này cảnh báo thêm rằng do mặt đất ở một số khu vực tại đây đã bị đứt gãy do trận động đất hôm 1 tháng 1 năm nay, thì ngay cả một lượng mưa nhỏ cũng có thể gia tăng nguy cơ lở đất. Chính quyền địa phương cho biết những trận mưa đã khiến một người thiệt mạng và 10 người khác bị mất tích. Trong khi đó, thì tại Hàn Quốc, mưa lớn kỷ lục gây ra lở đất và lũ lụt vào hôm 21 tháng 9, buộc hơn 500 người từ 581 gia đình ở khu vực phía Nam phải di tản. Giới chức cho biết hiện chưa có báo cáo về thương vong, John Habdus đã đưa tin. Nhiều tuyến đường bộ đã bị chặn và cô lập. Một số tuyến đường sắt bao gồm tuyến Gyeongbu, nối Seoul và Busan đã bị hủy hoặc là tạm dừng. Các tuyến đường thủy cũng bị gián đoạn. Được biết, mưa lớn khoảng 200mm làm ngập hàng chục con đường và phương tiện trên khắp Busan, một thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, và gây ra một hố sụt rộng 10m trên đường vào sáng ngày 21 tháng 9, và đã có khoảng 2 chiếc xe tải đã lao xuống hố và bị lật úp. Trước đó, thì Thủ tướng của Hàn Quốc là Han Duk-su đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan cũng như là các quan chức tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu thiệt hại và chuẩn bị ứng phó mưa lớn khi mà bão Purasan tiến đến bờ biển phía nam của Hàn Quốc. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Dạ vâng, xin cảm ơn Đậu Phúc. Một bản tin thế giới khác liên quan. Thông tấn xã Reuters đưa tin Bộ Nội an Trung Cộng cho biết hôm thứ Hai 23 tháng 9 rằng một nhóm những kẻ xâm nhập mạng điện toán là hacker đó quý vị, được quân đội Đài Loan hậu thuẫn có tên là Antonymous 64 thực hiện các cuộc tấn công an ninh mạng nhắm vào các mục tiêu tại Trung Cộng. Bộ Quốc phòng Đài Loan phủ nhận các cáo buộc, nói rằng Trung Cộng mới thật sự là kẻ phá hoại hòa bình bằng các cuộc tấn công an ninh mạng và quấy rối quân sự. Bộ Nội an Trung Cộng cho biết nhóm Anonymous 64 thuộc đơn vị chiến tranh an ninh mạng tại Đài Loan từ đầu năm 2024 tìm cách đăng lên mạng điện toán và phát sóng nội dung miệt thị hệ thống chính trị và các chính sách vĩ đại tại Hoa Lộc trên các trang mạng, màn hình công cộng và các hệ thống truyền hình.
Đài Loan thường xuyên tố cáo các tổ chức Trung Cộng tìm cách phát tán thông tin sằng bậy trên mạng xã hội hoặc thực hiện các cuộc tấn công an ninh mạng trên khắp hòn đảo do chính quyền dân chủ điều hành. Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng họ và liên tục sách diễu về quân sự và chính trị trong năm qua, hòng khẳng định các tuyên bố liên quan tới chủ quyền. Bộ Tư lệnh Thông tin, Truyền thông và Điện tử trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các cáo buộc của Trung Cộng là sai sự thật. Trang X của nhóm hacker cho biết họ mở trương mục vào tháng 6, 2023, đồng thời công bố hình chụp màn hình cho thấy họ nỗ lực chiếu các đoạn phim ví Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình như một hoàng đế, đánh dấu 2 năm từ lúc nổ ra các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 nghiêm ngặt tại Bắc Kinh và tưởng nhớ các cuộc biểu tình dậy lên ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì một bản tin Nhật Bản cho hay, chưa đầy 2 tháng trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ thì thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản là ông Fumio Kishida vào hôm nay ngày 23 tháng 9 đã nhắc lại lời kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục can dự và lãnh đạo ở Đông Á và thế giới. Ông Kishida, người không tranh cử khi mà đảng cầm quyền Nhật Bản chọn lãnh đạo trong tuần lễ này, ông đã phát biểu tại một sự kiện do Bloomberg tổ chức tại New York rằng nền tảng của trật tự quốc tế đang bị thách thức ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có sự xâm lược của Nga ở Ukraine. Ông nói rằng ông đã thực hiện mọi nỗ lực trong nhiệm kỳ của ông để mà củng cố liên minh Nhật-Mỹ và tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản và bảo vệ trật tự quốc tế mở và tự do dựa trên luật pháp. Ông nói rằng chúng ta định để lại tương lai nào cho con cháu. Đó không phải là một thế giới nơi tự do bị giới hạn và ý chí của người dân bị bóp nghẹt. Ông Kishida nói rằng đó phải là một xã hội an toàn và hòa bình dựa trên tự do và dân chủ mà Hoa Kỳ đã đóng vai trò lãnh đạo để mà xây dựng kể từ khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Ngày nay, khu vực ở Đông Á và phần còn lại của thế giới cần sự tham gia và lãnh đạo của Hoa Kỳ. Điều này cũng vì lợi ích quốc gia của chính nước Hoa Kỳ. Ông Kishida hiện đang ở New York để mà tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần lễ này. Và trước cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, thì ông Kishida, người đôi khi nghi ngờ về giá trị của các quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ và sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Xin trở lại anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin thế giới khác có liên quan đến Ukraine thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky đã vừa đến Hoa Kỳ để tham dự các phiên họp Liên Hiệp Quốc và kêu gọi đồng minh giúp đạt được một chiến thắng chung cho một nền hòa bình thực sự chính đáng. Mùa thu năm nay sẽ quyết định tương lai của cuộc xung đột này với Nga. Tổng thống Zelensky đã đăng trên X cùng với bài phát biểu qua video hàng đêm được phát trên chuyến bay đang trong hành trình đến bang Pennsylvania của Hoa Kỳ. Tổng thống Zelensky sau đó còn đăng những bức ảnh ông đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania, là quê hương của Tổng thống Joe Biden. Nhà máy này là nơi sản xuất chính các loại đạn pháo 155mm. Được biết, mối lo ngại của nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược này ngày càng trở nên cấp bách hơn khi Nga tăng cường tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước các tháng mùa đông. Truyền thông Ukraine sau đó đưa tin ông Zelensky đã đến New York. Ông cũng sẽ đến thăm Washington vào cuối tuần này. Trong một bài phát biểu qua video, thì Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi thứ có thể, gồm cả thông qua ngoại giao, để củng cố sự ủng hộ của các đối tác và buộc Nga phải đi đến hòa bình. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài từ cuối tháng 2 của năm 2022 đến nay, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, hãng thông tấn Ukrinform cho biết là ông Zelensky sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 9, tham gia các cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine vào ngày hôm sau và phát biểu tại Đại hội đồng vào ngày 25 tháng 9. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Vâng, cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý vị,
Một bản tin thế giới liên quan đến ảnh vệ tinh cho thấy bãi phóng tại Plesetsk bị hư hại nghiêm trọng, dường như do vụ thử tên lửa xuyên lục địa RS-28 sau Mark thất bại. George Barros, chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết tắt là ISW, có trụ sở ở Hoa Kỳ, ngày 22 tháng 9 đăng ảnh cho vệ tinh thương mại của công ty Maxar chụp. Trong đó cho thấy miếng hố rộng khoảng 62 mét ở vị trí giếng phóng cùng với nhiều dấu hiệu hư hại xung quanh bãi thử tại sân bay vũ trụ Plesetsk, Tây Bắc Nga. Ông Barros cho biết đây là hậu quả từ vụ thử thất bại của hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-28 Sarmat hôm 21 tháng 9. Quả đạn có thể đã phát nổ ngay trên bệ phóng sau khi kích hoạt động cơ. Vụ nổ có thể đã làm bùng phát đám cháy tại khu rừng gần đó, do dữ liệu vệ tinh cho thấy một số dấu hiệu nhiệt ở đây vào cùng thời điểm. Barros cho biết Hoa Kỳ không sử dụng máy bay trinh sát RC-135S Cobra Bear, loại phi cơ thường được dùng để theo dõi các vụ thử hỏa tiễn đạn đạo của nước ngoài. Dự án hỏa tiễn Sarmat được Nga khởi động vào năm 2011 để thay thế dòng R-36M lạc hậu. Nga lần đầu thử nghiệm tầng đẩy sơ tốc giúp hỏa tiễn rời giếng phóng vào tháng 12 năm 2017. Kết quả cho thấy hệ thống phóng đạn vẫn còn gặp một số vấn đề. Hai đợt thử tầng đẩy sơ tốc tiếp theo diễn ra vào tháng 3 và tháng 5 2018 đều thành công. Tổng thống Vladimir Putin ngày 20 tháng 4 năm 2022 thông báo Nga đã thử thành công quả đạn RS-28 Sarmat hoàn chỉnh với tầm bắn tối đa. Lần phóng thử hoàn chỉnh tiếp theo diễn ra hồi tháng 2 năm 2023, nhưng dường như hỏa tiễn gặp trục trặc và vụ phóng thất bại. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 10 năm 2023 công bố hình ảnh dây chuyền sản xuất hàng loạt quả đạn Sarmat, cho biết sẽ tiếp nhận tổng cộng 46 hệ thống hỏa tiễn này. Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển sang phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump đã cảnh báo cử tri bất hợp pháp sẽ bị bỏ tù. Vào thứ Sáu vừa qua 20 tháng 9, thì cựu Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social cảnh báo những người di dân nhập cư đang tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm nay rằng họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Chủ đề di dân nhập cư bất hợp pháp đang được cựu Tổng thống Donald Trump tập trung nói đến trong những cuộc vận động tranh cử gần đây. Ông đã viết lên trên mạng xã hội của ông Truth Social vào đầu tuần rằng những kẻ gian lận bầu cử sẽ bị truy tố với mức án cao nhất, chịu theo luật pháp, khi mà ông tái đắc cử và quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông Trump cảnh báo trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Ba, 17 tháng 9 rằng, ngừng ngay và chấm dứt gian lận bầu cử. Tôi cùng với rất nhiều luật sư cũng như học giả luật pháp đang theo dõi sát sao sự liêm chính của bầu cử tổng thống năm 2024, bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết những hành vi gian lận và những thủ đoạn đã được đảng Dân Chủ áp dụng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đó là một sự ô nhục đối với quốc gia của chúng ta. Ông tiếp lời, nếu tôi đắc cử, những kẻ gian lận sẽ bị truy tố với mức án cao nhất chịu theo luật pháp, gồm cả những bản án tù dài hạn để bảo đảm rằng sự bất công này không bao giờ có thể tái diễn. Trong một bài phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York ở quận Manhattan tháng này, thì ông Trump cũng cho biết ông sẽ ký kết sắc lệnh cấm di dân nhập cư bất hợp pháp khỏi bất kỳ khoản vay thế chấp nào, tuyên bố cứng rắn rằng Hoa Kỳ sẽ không thể làm ngơ trước tác động nghiêm trọng mà làn sóng 21 triệu di dân nhập cư bất hợp pháp gây ra, khiến cho giá bất động sản tăng cao. Xin mời anh Đỗ Phúc. Cảm ơn chị Thu Hương. Một bản tin Hoa Kỳ khác có liên quan đến cảnh sát tiểu bang Alabama cho biết vụ nổ súng ở thành phố Birmingham có thể là một vụ tấn công có chủ đích, khiến một số người đi đường cũng bị thiệt mạng. Trong một thông báo vào ngày 22 tháng 9 thì theo giờ địa phương, cảnh sát Scott Turnon của Birmingham đã cho biết rằng vụ nổ súng xảy ra tối trước đó tại khu trung tâm giải trí của thành phố. Theo đó, vào khoảng 23 giờ tối, nhiều tay súng lái xe đến khu vực Five Thorns Sào, rồi xả súng vào một đám đông và sau đó lên xe tẩu thoát. Đã có ít nhất 4 người chết và 17 người đã bị thương,
trong đó có vài người trong tình trạng rất nguy kịch. Cảnh sát cho rằng vụ nổ súng nhắm vào một đối tượng và những nạn nhân khác đã bị liên lụy. Có người sẵn sàng trả tiền để giết người đó. Đài CNN dẫn lời ông Thormond cho biết, các điều tra viên vẫn đang xác định ai là mục tiêu của vụ nổ súng. Được biết, khu vực Five Points South là trung tâm của cuộc sống về đêm ở thành phố này, với nhiều nhà hàng, quán rượu, giải trí tập trung nhiều người, đặc biệt là vào cuối tuần. Đến nay thì chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang hợp tác với cục điều tra của liên bang, tức là FBI, cũng như là các cơ quan khác để điều tra vụ nổ súng, và chính quyền cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin để nhận thưởng khoảng 5.000 Mỹ Kim. Xin được quay trở lại với chị Hạnh Dung. Dạ vâng, cảm ơn Đỗ Phúc. Vẫn là một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, hai thiếu niên đến từ Chicago có thể liên can tới một số kiện hàng hóa bị ăn cắp tại khu vực Deer Park, thậm chí có thể còn nhiều hơn, theo KHOU. Sở Cảnh sát Deer Park, DPPD, cho biết họ nhận được hai cuộc điện thoại trình báo vụ trộm các kiện hàng hóa đã giao vào tối thứ Sáu 20 tháng 9. Cảnh sát cho biết các sĩ quan xem lại đoạn phim an ninh từ máy quay chuông cửa Ring và phát giác ra hai nghi can và chiếc xe của họ. Sau đó họ dùng hệ thống Flock để xác định bảng số xe. iPhone 16 mới ra, ngày đầu tiên có mặt tại cửa hàng Apple 20 tháng 9 2024 tại Los Angeles, California. Sau khi xác định được chiếc xe, các sĩ quan bắt đầu truy tìm và phát giác ra chiếc xe đang lảng vảng trong một khu dân cư lân cận. Cảnh sát cho biết họ chặn chiếc xe lại và bắt giữ David Doyle, 17 tuổi, và Liana Petri, 18 tuổi, cả hai đều tới từ Chicago. Hai nghi can đều phải đối diện với trọng tội ăn cắp. Cảnh sát cho biết hai nghi can có mặt tại thị trấn hôm thứ Sáu và bắt đầu ăn cắp các kiện hàng hóa chứa iPhone 16 từ khách hàng của AT&T. Các nhà điều tra vẫn đang cố gắng xác định làm cách nào mà hai nghi can lại có được thông tin về thời điểm giao hàng. Các nhà điều tra cho biết hai nghi can dự tính ở lại thị trấn trong một tuần. GPS từ chiếc xe do hai nghi can mướn cho thấy họ rảo quanh các khu dân cư tại Katy, quận Fort Bend, LaPorte và Deer Park. Xin trở lại với Đỗ Phúc. Quý thính giả vừa nghe phần tin tức và tiếp theo, sau đây là thông tin thị trường chứng khoán cuối ngày hôm nay.